Hoàng Anh Gia Lai đang có mùa giải hay nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây, khi đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 với thành tích vô cùng ấn tượng, 8 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 10 vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Để làm được điều đó, ngoài sự thăng hoa của tất cả các cá nhân trong đội hình, không thể không kể đến yếu tố tâm linh đến từ những lần vào sân thay người của Công Phượng. Phút 32 trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội, Công Phượng lần thứ 3 trong mùa giải năm nay được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trước đó, đội bóng thủ đô đã có được cơ hội phải nói là nguy hiểm nhất trong trận đấu khi Văn Quyết dứt điểm quyết đoán từ pha chuyền bóng đẳng cấp của Quang Hải. Nhưng đáng tiếc, bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ 2 phút sau khi tiền đạo sinh năm 1995 vào sân, Lương Xuân Trường đã có cú sút từ khoảng cách 25m đem về bàn thắng không thể đẹp hơn cho đội bóng phố núi. Đây không chỉ là pha ghi bàn duy nhất ấn định chiến thắng chung cuộc cho Hoàng Anh Gia Lai, mà còn là pha lập công quan trọng đánh dấu bàn thắng đầu tiên Xuân Trường ghi được trên sân vận động Pleiku kể từ tháng 6 năm 2018. Dù vậy, đây không chỉ là lần duy nhất vai trò tâm linh của Công Phượng được thể hiện rõ nét ngay sau khi vào sân thay người, mà điều đó còn được trực tiếp tiền đạo 26 tuổi chứng minh ở hai lần trước đó. Cụ thể là trong trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai với những đối thủ sừng sỏ khác là Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh, ở chuyến làm khách của đội bóng phố núi trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi huấn luyện viên Kiatisak cất Công Phượng trên băng ghế dự bị trong suốt hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo quê Nghệ An đã được tung vào sân thay Đại Dương ở phút 52 với mong muốn thay đổi cục diện trận đấu. Không để Zico Thái thất vọng, Công Phượng chỉ mất đúng 5 phút để ghi dấu việc có mặt trên sân của mình bằng bàn thắng mở tỷ số. Cú sút vô cùng hiểm hóc bằng chân trái của chân sút sinh năm 1995 đã giúp Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng thực hiện thế trận phòng ngự phản công trước các nhà đương kim vô địch, để rồi hai bàn thắng sau đó của Văn Thành đến như một lẽ tất yếu. Đến trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị trước khi được tung vào sân ở phút 31. Và cũng chỉ mất có 4 phút, lại từ một pha dứt điểm bằng chân trái khác, tiền đạo sinh năm 1995 đã ghi bàn mở tỷ số, qua đó mở ra một chiến thắng nữa với tỷ số 3-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước Chiến Hạm Đỏ. Rõ ràng, việc Công Phượng cứ vào sân là đem lại bàn thắng cho đội bóng chủ quản, không những là một sự trùng hợp khó lý giải mà còn thể hiện sự mát tay của huấn luyện viên Kiatisak ở thời điểm tung cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị. Ở mùa giải năm nay, Công Phượng đã có được 5 bàn thắng cho đội bóng chủ quản sau 10 vòng đấu. Đó đều là những pha lập công quan trọng, trực tiếp mở ra hoặc ấn định chiến thắng cho đội bóng phố núi. Có thể thấy, vai trò của tiền đạo mang áo số 10 luôn rất đặc biệt, dù không phải lúc nào anh cũng có tên trong đội hình xuất phát. Không những vậy, Công Phượng còn thể hiện tính chuyên nghiệp khi chấp nhận lùi xuống giữa sân chơi như một tiền vệ công để Văn Toàn và Brandao chơi cao nhất trên hàng tiền đạo của Anh Gia Lai. Chính điều này đã giúp cho hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kiatisak trở nên hài hòa với Công Phượng là cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công của đội bóng phố núi. Pha kiến tạo đẳng cấp dẫn đến bàn mở tỷ số của Văn Toàn và lưới top Penland Bình Định đã cho thấy cầu thủ sinh năm 1995 đang ngày càng hoàn thiện lối chơi của mình. Nếu cứ tiếp tục có phong độ thăng hoa và mang lại may mắn cho đội bóng phố núi sau mỗi lần vào sân thay người, Công Phượng sẽ rất đáng xem, không chỉ ở bình diện Hoàng Anh Gia Lai mà còn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hãy cùng chúng tôi thưởng thức lại những bàn thắng của Công Phượng đến thời điểm này của V-League 2021 cho đội bóng phố núi thay cho lời kết của video này nhé. Không bất ngờ khi mà Nguyễn Trung Đại Dương đã phải rời sân. Đó là cách mà huấn luyện viên Kiatisak đã cùng với Hoàng Anh Gia Lai và cá nhân Công Phượng giành chiến thắng trước Top 11 trên sân nhà Pleiku. Công Phượng dứt điểm, một không. Pha dứt điểm đầu tiên của Nguyễn Công Phượng và xứng đáng với kỳ vọng. Sự lựa chọn hoàn hảo khi mà huấn luyện viên Kiatisak tung Công Phượng trong đầu hiệp 2. Các học trò của huấn luyện viên Chiêu Về Đầu Hàng đã để thua trước. Và đây là kịch bản mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã dội gáo nước lạnh vào lưới của Nguyên Mạnh một năm về trước trong trận hòa 3-3. Và thậm chí là ngay đầu hiệp 2, pha dứt điểm bằng chân trái lượn qua toàn bộ hệ thống phòng ngự cũng như là thủ môn Nguyên Mạnh, không một ai theo kèm. Công Phượng có quá nhiều khoảng thời gian và khoảng không gian để tung ra pha dứt điểm. Một tình huống sộc thẳng vào trung lộ và dứt điểm. Đã không quá thì đó là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và sự khác biệt đến từ sự xuất hiện của Công Phượng, người có thể mang lại những tình huống đột biến. Nguyễn Trung Đại Dương rời sân sớm hơn so với cuộc đối đầu trên sân vận động Hàng Đẫy. Và Công Phượng sẽ xuất hiện trên sân Pleiku.
Công Phượng. Đường chuyền của Văn Thanh. Dứt đôi, cú vào. Vẫn là Công Phượng. Vào. Áp lực dồn dập. Và vẫn là như vậy, vẫn là pha đường quen thuộc giống như trên sân vận động hàng đấy. Chỉ phút sau khi vào sân, Công Phượng ngay lập tức để lại dấu ấn. Trước đó là pha xử lý cực hay của Văn Toàn. May mắn có thể không đứng về phía cầu thủ mang áo số 9, nhưng Công Phượng đã giúp cho người đồng đội làm trọn vẹn hơn pha bóng vừa rồi. Hoàng Gia Lai vừa lên dẫn 1-0. Lại là Công Phượng. Bàn thắng thứ hai của số 10 ở V-League 2021. Công Phượng và thủ môn Tuấn Mạnh. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho cầu thủ Hoàng Gia Lai, mặc dù thủ môn của SCB Đà Nẵng đã đoán được hướng sút của Công Phượng. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai, bàn thắng thứ 3 và phan mừng quen thuộc. Đúng như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến sau khi Văn Toàn mở tỷ số, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với Hoàng Gia Lai. Và bây giờ thì họ đã có được bàn thắng thứ 2 từ sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Nụ cười của cầu thủ Hoàng Gia Lai, đội bóng sẽ trở lại vị trí dẫn đầu nếu như vượt qua SHB Đà Nẵng ở trận đấu này. V-League 2021 đang diễn ra rất hay. Ngôi đầu liên tục đổi chủ ở 2 ngày gần đây. Và Hoàng Gia Lai biết cách để vượt qua sức ép, tạo ra được lợi thế dẫn trước 2 bàn khi trận đấu trên sân Hòa Xuân. Trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng đấu này bước vào phút thi đấu thứ 71. Hoàn thành. Tốc độ của những đợt lên biên luôn được duy trì tốt bởi Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đưa vào. Sút bóng. Tỷ số được mở cho cầu thủ Hoàng Gia Lai. Rất nhanh. 7 phút thi đấu và bàn thắng đầu tiên. Và vẫn là pha ăn mừng quen thuộc này. Người dứt điểm là Công Phượng. Và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa. Pha lập công thứ 15 của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Và 9 trong số đó thuộc về bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng. Vừa rồi cũng là bàn thắng thứ 4 của cá nhân Công Phượng mùa giải năm nay. Hoàng Gia Lai đang chơi thăng hoa ở V-League. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng! Bóng đi vào chính giữa khung thành và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ. Sự bùng nổ cho cabin huấn luyện của anh Gia Lai. Quá vất vả để có được bàn thắng này. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng, bởi một trận hòa sẽ giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của anh Gia Lai trong những vòng đấu sắp tới. Họ tưởng chừng như đã mất gần như là tất cả, nhưng cuối cùng thì vẫn có được bàn thắng quyết định này. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Anh Gia Lai tiếp tục có một thắng lợi nữa ở mùa giải năm nay. Tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Còn Nam Định dù thua, người ta vẫn phải ghi nhận tinh thần chiến đấu của họ cho tới những phút thi đấu cuối cùng. Họ san bằng tỷ số ở phút đá bù giờ thứ 3, nhưng lại không thể đứng vững